Đã bao giờ quý vị ngồi trên xe xích lô để dạo một vòng ngắm thành phố Đà Nẵng xinh đẹp? Nhịp sống sẽ dường như chậm lại, một cảm giác vô cùng thú vị. Xích lô, một nét đẹp văn hóa du lịch tại thành phố Đà Nẵng và câu chuyện về người sửa xe xích lô cuối cùng tại Đà Nẵng cũng sẽ có trong chương mục Xe và Gia đình hôm nay. Quý vị thân mến, xuất hiện ở thế kỷ 19, xích lô là một phương tiện rất phổ biến và thông dụng tại Việt Nam. Mặc dù ngày nay xích lô không còn được sử dụng nhiều nữa, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp khác, đó chính là vẻ đẹp của nét văn hóa du lịch. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Trần Nam khám phá vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp trên chiếc xe lô này ở trong chương trình Xe và Gia đình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất về những chiếc xe. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5 năm 2022 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam được bổ sung số lượng với 63.500 chiếc ô tô mới, trong đó xe sản xuất trong nước đạt 44.500 chiếc, mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua. Trong tháng 5, không chỉ lượng xe sản xuất trong nước tăng cao mà ô tô nhập khẩu cũng có xu hướng tăng mạnh. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính có tổng cộng 19.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 5, với giá trị kim ngạch ước đạt 489 triệu đô la Mỹ, cũng ở mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Hàng loạt xe từ các mẫu SUV, crossover, MPV đến bán tải đã được các hãng chuẩn bị sẵn hàng và chờ ngày bung lụa tại thị trường Việt Nam. Đây là những cái tên đáng chú ý sẽ được chính thức ra mắt trong thời gian sắp tới. Cặp đôi bán chạy nhất của Ford Việt Nam là Ranger và Everest thế hệ mới đã được nhiều đại lý nhận đặt cọc, dự kiến sẽ đến tay khách hàng Việt vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Cùng với các phiên bản hiện tại, hai phiên bản thể thao World Sport của Toyota, Corolla Cross và Fortuner đã được Toyota Việt Nam đưa về nước và dự kiến trình làng trong quý 3 sắp tới. Mẫu SUV 7 chỗ của Isuzu đã về Việt Nam với hai phiên bản xăng và dầu và có thể sẽ ra mắt trong một vài ngày tới. Honda HR-V 2022 dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam trong tháng 6 và bắt đầu giao đến tay khách hàng từ tháng 7 năm 2022. Mẫu SUV Mitsubishi Xpander cũng là cái tên rất đáng được chờ đợi và có thể ra mắt ngay trong tháng 6 tới. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải một số nội dung liên quan đến kiểm định xe cơ giới. Trong đó nội dung đáng chú ý nhất được Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị là xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng xe ô tô nhập khẩu sản xuất lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường. Do vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức kiểm định thay vì chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm và nên nghiên cứu việc giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện. Xe điện đang dần thay thế xe xăng để trở thành tương lai chủ đạo cho việc di chuyển trên toàn cầu. Điều này khiến các trạm sạc xe điện trở nên quan trọng không kém các cây xăng. Theo tiết lộ mới đây của lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam BVOil, hiện tại BVOil có kế hoạch chuyển đổi một số cửa hàng xăng dầu trở thành cửa hàng phục vụ đa dạng, vừa có trụ bơm xăng dầu vừa có trạm sạc xe điện để phục vụ các đối tượng khách hàng. Theo đó, tại Việt Nam, hãng xe VinFast cũng đã xây dựng các cây sạc riêng nhằm hỗ trợ không chỉ ô tô mà còn cả xe máy điện của hãng. Việc làm này sẽ giúp VinFast không chỉ thu được lợi nhuận từ việc sạc điện cho các xe, mà số lượng xe của hãng bán ra nhiều khả năng sẽ tăng cao nhờ vào sự tiện lợi cho khách hàng mà các cây sạc này mang lại. Vừa qua, Hyundai Motor thông báo sẽ đầu tư 5,54 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng và pin ô tô ở bang Georgia của Mỹ nhằm củng cố hơn nữa nỗ lực điện khí hóa tại thị trường ô tô quan trọng nhất thế giới này. Hyundai Motor dự định khởi công xây dựng nhà máy EV với công suất 300.000 chiếc một năm vào tháng 1 năm 2023 và bắt đầu sản xuất vào nửa đầu năm 2025. Hãng xe Hàn Quốc cho biết các nhà cung cấp không liên kết khác sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy này, tạo ra ít nhất 8.100 việc làm mới ở bang Georgia. Hyundai dự kiến khởi công xây dựng nhà máy này vào đầu năm sau. Doanh số bán ô tô ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ vẫn giảm so với mức năm ngoái do tình trạng thiếu chất bán dẫn và các biện pháp chống đại dịch đè nặng lên thị trường ô tô toàn cầu. Doanh thu bán lẻ ô tô và xe tải của Trung Quốc đã tăng trong tháng 5 nếu so với tháng 4, nhưng đã giảm 16% so với một năm trước, theo như Hiệp hội Xe Du lịch Trung Quốc. Tại châu Âu, dữ liệu từ công ty tư vấn Sato cho thấy doanh số bán ô tô mới ở châu Âu giảm 20%, trong đó doanh số bán ô tô điện nhìn chung có khả năng chống chọi tốt hơn với những rắc rối của chuỗi cung ứng trong những tháng gần đây do các nhà sản xuất ô tô ưu tiên sản xuất ô tô điện.
ngồi trên chiếc xích lô và ngắm cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp là một điều mà chắc chắn quý vị phải trải nghiệm qua khi đến với thành phố Đà Nẵng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Trần Nam khám phá một vòng thành phố Đà Nẵng trên chiếc xích lô này nhé. Xin mời. An toàn, tiện lợi lại bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó giá cả cũng khá phải chăng, chỉ 120.000 đồng một giờ. Những bác tài lại vô cùng thân thiện, mến khách. Muôn vàn lý do để chọn xích lô là phương tiện thích hợp cho chuyến du lịch của bạn khi đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Wow, một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với vị khách của chúng ta. Không biết là hồi nãy giờ được trải nghiệm trên chiếc xích lô thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Đây cũng như là trải nghiệm đầu tiên của em khi được ngồi trên chiếc xích lô. Có những cái cảm giác khi mà em có thể cảm nhận được khi em ngồi trên xích lô thôi, đó là chậm rãi nhìn mọi thứ, ngôi nhà, sông, hồ, mọi thứ rất là đẹp. Khi em ngồi trên đây thì cảm giác rất là thoải mái và thư giãn nữa, khác với em ngồi trên xe ô tô hay là xe máy. Cảm ơn em. Còn bạn Nam của chúng ta thì sao? Cảm giác của em như thế nào? Cảm giác của em cảm thấy rất là vui, rất là sướng. Vì sau khi một vòng được đi trên chiếc xe xích lô á, thì em cảm thấy mọi thứ trôi qua xung quanh mình rất là chậm rãi. Và cảm thấy rất là thích hơn nữa là khi em có thể cảm nhận vẻ đẹp của thành phố một cách rất là tuyệt vời và trọn vẹn. Còn bạn nữ xinh đẹp của chúng ta thì sao ạ? Đây là lần đầu tiên mà Thương được trải nghiệm ngồi trên một chiếc xích lô và đi dạo quanh thành phố như thế này. Cảm giác vô cùng là thích thú và cảm nhận là thành phố Đà Nẵng của chúng ta quả thật là một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Để phục vụ khách du lịch, xích lô bây giờ được trang trí đẹp hơn, cùng sơn màu đỏ, một kiểu dáng. Những người lái xích lô đều mặc đồng phục lịch sự. Không những thế, họ còn có thể giao tiếp với khách nước ngoài bằng khá nhiều ngôn ngữ. Đặc biệt, họ nắm rất rõ kiến thức về văn hóa lịch sử, các danh lam thắng cảnh của thành phố để giới thiệu với du khách, góp phần quảng bá hình ảnh và con người Đà Nẵng đến với du khách. Chú ơi, nãy giờ chở du khách một vòng thì chú có cảm thấy mệt không ạ? Nói đúng ra là chú cũng thấy vui. Đi xe này là cái nghề của các chú, nên các chú đi và biết cái cảnh tham quan của thành phố Đà Nẵng và giới thiệu những chùa, bảo tàng, chợ để cho khách tham quan và đi đến và tham quan của thành phố Đà Nẵng. Nên chú cũng hài lòng và chú tuy rất lớn tuổi nhưng mà cũng thấy cũng hài lòng, vui vẻ, không có vấn đề gì. Hai năm đại dịch khiến ngành du lịch điêu đứng, tất cả các thành viên trong đội xích lô vì thế cũng trở nên thất nghiệp. Họ phải kiếm tạm những ngành nghề khác thay thế để mưu sinh. Thế nhưng, nay dịch bệnh đã đi qua, du lịch bắt đầu khởi sắc trở lại. Họ tiếp tục quay trở lại với nghề, là những đại sứ, những hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung đến với bè bạn quốc tế. Quý vị thân mến, những vòng xe chậm rãi của bánh xe xích lô khiến chúng ta cảm giác được sống chậm lại, quên đi hết những lo toan, buồn phiền của cuộc sống. Và cũng chính những vòng xe ấy khiến nhiều người liên tưởng đến những hồi ức đẹp đẽ của bản thân. Và đó cũng chính là câu chuyện của anh Trung, người sửa xe xích lô cuối cùng tại thành phố Đà Nẵng. Tiệm sửa xích lô của ông Trung không có bảng hiệu, nằm sâu trong con ngõ trên đường Ông Ích Khiêm, cạnh chợ đêm Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Những người làm nghề đạp xích lô gần nửa thế kỷ ở Đà Nẵng, ai cũng biết ông. Không chỉ bởi tay nghề của ông, mà vì cả Đà Nẵng giờ chỉ còn mình ông sửa xích lô. Dạ, con chào chú. Không biết là chú đã làm nghề sửa xe xích lô này được bao lâu rồi ạ? Nói chung là chú làm nghề này được 47 năm rồi. Cái nghề này là nghề của ông già, truyền lại cho con cái. Trước nói chung là thu nhập hồi trước á là hơi khá giả nên chú phải bám theo nghề. Chứ còn về trừ mà kêu là con cái mà nó theo nghề thì không theo, thanh niên giờ không có thể. Chú ơi, vậy thì cái xe xích lô này sửa có khó không ạ? À? Xích lô này thì sửa hơi khó. Nếu vậy cứ biết nghề chứ. Chứ còn không biết nghề thì không bao giờ sửa được. Cuộc sống là mình theo nghề thì mình phải bám theo nghề thôi chứ còn mình cũng không thể bỏ được. Vậy thì trên chiếc xích lô này thì cái chi tiết nào khó sửa nhất ạ? Khó đập nhíp là khó nhíp với đất vành. Lý do gì mà chú lại không đổi qua nghề khác? Bởi vì là nghề xích lô bây giờ cũng rất là khó khăn mà chú vẫn theo nghề đến bây giờ ạ? Vì cái nghề này á, nói chung á, trừ chú làm nghề khác cũng được. Nhưng mà trừ mình đi làm á, thì không ai sửa.
giống như thậm chí nói sơ sơ như bán cái lốp không thôi, như mua cái lốp là 100 mấy ngàn, 170 ngàn, mà đưa người khác mà bán cái lốp kia là họ đền đền chay này, họ không dám có lô mua, không dám đưa tới cho người khác sửa hết, máy cũng chú thôi chứ không phải. Quý vị thân mến, chiếc xích lô đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, và đối với anh Trung thì nó sẽ là một hồi ức đẹp. Còn những chiếc xe xích lô bây giờ sẽ là hình ảnh quảng bá nét đẹp văn hóa và du lịch của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và đến đây thì chương trình Xe và Gia Đình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.